Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang test âm và tiếp thị về một cặp loa bãi Mỹ đến từ thương hiệu JBL. Có model là SR4722A, một loa 4 số, bát 50, từ 22 còn 100 và một tép bướm rất đẹp và lịch sự nhé. Với dòng loa này cho những bát đánh dày, đánh uy lực và đánh mạnh, giải tép sáng leng keng, giải lời ngọt ngào và phóng xa. Thì cái dòng loa này ngoài vấn đề nghe hay bài đẹp ra, nó có một cái vị trí đặc biệt, tức là nó có kiểu gì nó rất là dị và khác. Bác nghe không? Âm rất rộng, sáng bay, trong vắt đi vào lề. Bay trơm rộng mà thanh thang luôn. Tép bướm của nó là gì kinh nhỉ? Nó phóng xa lắm. Bà nghe tép leng keng chưa? Rồi bác nhá, đây loa này em đập về tình trạng là xuất sắc luôn. Đấy, con này nó rộng là 50, sâu là 33, cao là 70, thùng gỗ bọc lẩy thành tang cân, loa tình trạng xuất sắc luôn. 4722A, dòng 4 số, bát 30, trở thành anh qua 100, giá là trên dưới 30 triệu nhá. Bao nhiêu cầu là alo em sẽ báo giá. Bao nhiêu cầu về những màu hát alo nhá. Ngoài trong em một đôi nữa nhá, hai đôi, hiện tại em hai đôi thôi nhá. Mọi khi mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Bây giờ là phần 2 tháo rất và quay chi tiết nhá. Hay quá. Trước mắt các bác và anh em đam mê âm thanh, yêu ca hát, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa bướm Tây và bướm Toa đến từ Mỹ, thương hiệu JBL, có model là SR4722A, một dòng loa xịn, một bát 30, từ 22 qua 100 và một tép bướm từ 14 họng 44.4. Thì đây là một dòng loa đáng để chơi, đáng để ngắm và đáng để dùng. Bởi vì nó có một cái thiết kế hết sức độc dị và cơ bắp thôi nhá. Về cái thân thùng nó thì nó thể hiện cái cơ bắp, về mặt trước nó thể hiện cái gì đó nó rất là bướm thôi nhá và rất là đẹp, mõng và tròn. Thì ngày nay em về một đôi loa trong tình trạng đẹp xuất sắc. Đấy là về hình thức thôi nhá. Còn với dòng loa này thì có thể chơi được tất cả các dòng nhạc tại Việt Nam như Zumba, Zbix, Bolero, nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nhạc trữ tình. Tức là nó thể hiện rất tốt các giải như bát, trung tép, bát đánh sâu, đánh căng, đánh lực, giải lời thì ngọt và giải tép thì cao sáng. Hát karaoke thì cực kỳ là chất với nhá. Nó thoáng, nó rộng và micro nó ấm áp, nó bay, nó sáng, nói chung là ngon. Thì ngay bây giờ em sẽ quay về tổng thất, tổng nội thất của nó nhá, ngoại thất. Thì cặp loa thiết kế kiểu hình thang cân, các xem này. Đấy, nó rộng là 50, sâu là 33, cao là 70. Công suất của nó tầm 250 cho đến 700W. Đó. Thiết kế kiểu thùng đa hướng. Thì loa này nó bọc lẩy nhá, gỗ. Tình trạng đẹp, nói chung là em khẳng định nó quá đẹp luôn. Không có gì để chê. Dòng loa Mỹ bãi này nhá, nó đẹp lắm đấy, chứ không có gì để chê đâu ạ. Đúng không ạ? Đây là model của nó. Hỗ trợ 3 cổng vào. Con này là 4722A Series 2. Sản xuất tại Bang California, USA. Đấy, phần tần thì to như cái sách này. Anh em xem nào. Đúng chất luôn. Rất Mỹ luôn. Đúng không ạ? Và trông cặp này đẹp không? Đẹp lắm. Phần tần tất cả bao zin, bao đẹp. Thực ra bác, loa Mỹ cứ zin đẹp là ok rồi. Chứ còn nó sẽ bị xuống màu theo thời gian, điều đó không tránh được. Bởi vì nó đều là những vật liệu bình thường mà khi tác động môi trường nó sẽ bị xuống màu. Đấy, màu thì nó xuống, nó không có nhiều, nhưng mà tóm lại là zin xịn đẹp. Bây giờ em sẽ quay lại cặp bướm nhá. Loa này thì bác nào thích bướm rất là sướng luôn. Bướm cỏ Tây thì bao giờ nó cũng to, nó mõng hai bên này. Nhìn đã khoái rồi, đúng không? Nhìn đã thích rồi. Rồi, thì con này nó từ 14 họng 44.4 các bác nhá. Đấy, mã của nó tép là 2417H, sản xuất tại Made in USA. Có đẹp đúng không ạ? Có đẹp ạ, đúng không ạ? Rồi, em để cạnh để các bác ngắm sau.
Tiếp đến là cặp bát của nó thì cặp bát này cực kỳ lực lã nhá, đánh thì dòng 4 số mà. Đây, keo chỉ tròn xoe. Offer zin, cái này thì nó yếu rồi. Nhưng các bác phải sờ lắn nhẹ thôi, không bục nhá. Nhưng không may bục thì thay này được nhá. Thay một cái bình thường nó không ảnh hưởng gì chất âm. Cái offer này ấy, nó chỉ là trang trí thôi. Nó giống như là bề bề nó rách cái gân này. Thực ra thay gân nó còn nguy hiểm hơn thay cái offer này. Offer này nó không đóng vai trò là dao động thôi nhá, nó chỉ là làm đẹp thôi. Loa thì đẹp, xuất sắc cho anh em. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Loa tình trạng này bác này, zin, màng zin đẹp đó nhá. Đấy, bác nhìn này. Nếu mà nó tinh ra nhìn qua ánh sáng nó có những cái tia kiểu như là thủy tinh. Ok. Tiếp bác này. Đây. Cái này là mã là 2206H 8 ohm. Là xuất tại Mỹ. Từ 220 qua 100. Tình trạng xuất sắc, sơn sần đen luôn nhá. Này anh em xem gì nào. Quá là ok luôn. Bát 1 này. Bát 2. Thì con này nó bát 8 ohm nhá. Mã là 2206H 8 ohm 2206H. Đấy, made in Sri Lanka. Từ 220 qua 100. Nhìn cái chất từ nó đẹp không? Màng đẹp đúng không ạ? Này. Zin hết, nói chung cái màng này nó zin hết bác nhá. Nó đẹp hết luôn. Offer zin nguyên bản này. Đấy. Loa tình trạng này các bác không chê được luôn. Ok. Đấy, của bát. Và cái loa này em đang cung cấp với cái giá là trên dưới 30 triệu bác nhá. Con này nó là 4722A, sở hữu bát 30, tép bướm. Dòng 4 số, vậy là chơi trong không gian từ khoảng tầm 10 mét vuông cho đến 40 mét vuông quay đầu. Ok không nhá. Mọi thông tin mua sắm các bác hãy kết nối với em số điện thoại 0936 553 140. Hành Nguyễn giao hàng Hàn Quốc. Các bác có nhu cầu chuyển khoản cho em 2 triệu nhá. Rồi Hành Nguyễn cảm ơn các bác theo dõi video này.